Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị đang xem video của ngày hôm nay. Hiện tại thì em đang đứng ở xã Ea huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai nha quý chị. Để giới thiệu cho cô chú anh chị một mảnh đất nền với diện tích là 10 nhân cho 25 m nha quý chị. Hiện tại thì đã có 100 m vuông thổ cư rồi. Đây, như trước mắt em đây là cái trục đường liên xã nhé cái bề mặt đường thì cũng khá là rộng đều tính từ tiêm đường thì uh, mỗi bên vào 12 mét rưỡi nha quý chị Nói chung đường cũng khá là rộng và đã làm công lãnh đông hoàng nha quý chị đó cũng khá là sạch sẽ nhé đất của chúng ta thì đối diện về trường mầm non nhé đây trường mầm non đây uh, ở khu vực này thì cũng khá là đông dân cư rồi À, như hướng mà em đang đứng ở đây thì nó ra xa ia yeah, huyện ia yeah, cần lai nha quý chị à, và hướng này thì cũng ra được quốc lộ 19 chín à, nó lơi tầm một cây rưỡi số à, và đất của chúng ta thì à, bắt đầu từ cái điều này đó sang bên tới cái hàng rào ở bên kia ở bên kia thì nó có hàng rào nhé nó 10 mét nha quý chị nó 10 mét đây đây là hàng đào ở chỗ đây đây là 10 mét nhá sâu vào là 25 mét nha quý anh chị hiện tại thì đã có sẵn 100 mét thổ cư rồi đó trên đất thì nó cũng có một ngôi nhà nhưng mà ngôi nhà này thì cũng nát rồi nha quý anh chị đó đây còn con đường này thì cũng ra được quốc lộ 19 luôn nhưng mà nó lơi tầm 3 km nha À, nói chung là nó xa hơn so với hướng ngược lại. Đó, ở đây thì điện nước đầy đủ hết rồi, khu vực đông dân cư và điện nước đầy đủ hết rồi. À, cách trung tâm ủy ban trường học thì cũng khá là gần, cũng rất là thuận tiện nha quý anh chị. đó. và trước khi kết thúc video này thì mong rằng cô chú anh chị mình sẽ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em có thêm động lực là thêm nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo. À, em xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm uh, theo dõi video này à, và để cập nhật tất cả những video mới nhất từ kênh của em thì cô chú anh chị hãy nhấn nút chuông bên cạnh nút đăng ký để khi em ra video mới nhất thì cô chú anh chị mình sẽ được nhận những video đó đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.